Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cho Phật tử gần xa thân mến. Ở giờ đây chúng ta bắt đầu học tham thiền. Tôi nhắc hoài cái từ đó là Phật tử, là người đệ tử Phật phải thường để tâm sống ở trong cái tâm trạng tham thiền. Được như vậy thì mình mới có tỉnh thức kịp thời trong lúc nó xảy ra những cái chuyện có thể là vui mừng, buồn giận, thương sợ, yêu ghét, muốn, nghĩa là thất tình lục dục, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Mà nếu mình có để tâm về cái từ tham thiền đó thì mình sử dụng cái tính pháp để mình chuyển hóa, mình khắc phục, mình hóa giải được những cái phiền não, những cái vô minh đó. Cho nên cái từ thân thiền nó không phải là cái việc mà để dành cho các sư, các thầy, cho các thượng tọa đại đức hòa thượng gì hết, mà mọi người đệ tử Phật chúng ta ai cũng nên tập sử dụng cái từ đó để cho mình có một cái vốn liếng tích trữ ở trong, thường xuyên ở trong trong đầu mình, trong trí mình. Từ đó mà lục dục thất tình nó sẽ đến với mình thì mình kịp thời lấy nó ra mà sử dụng, mà ứng phó một cách dễ dàng để chuyển hóa, để khắc phục cái thất tình, cái lục dục, cái tham sân si mạn nghi, phiền não căn bản, phiền não chi mạc nó sẽ đến, mình đủ sức và đủ kịp thời giờ khắc phục. Thì cũng như là cái người võ sư, cái người võ thuật, thường ngày người ta phải tập luyện những cái đường quyền, những cái chốn, những cái chiêu thật là sẵn sàng, thật là lanh lẹ, bén nhạy, sẵn ở trong con người của cái người võ sư đó, của cái người dũng sĩ đó. Vì thế mà nếu có xảy đến những cái việc mà tấn công, sự áp đảo nào đó, thì cái người võ sư đó, cái người dũng sĩ đó đó, họ xuất chiêu, họ đối phó lại cách nghĩa là không có nghĩ ngợi gì hết, đối phó không nghĩ ngợi mà vẫn thành công rực rỡ, thành công trọn vẹn, là tại vì là cái người đó đó hàng ngày người ta tập luyện thật là nhuần nhuyễn. Mà cái từ của người ta thường dùng đó ở trong 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 cuộc sống người ta gọi là văn ôn võ luyện, phải luyện, phải luyện tập võ thì phải luyện tập. Vì vậy mà người ta nói rằng là những cái người võ thuật á, họ giỏi lắm, cho tới nỗi là ai mà đánh một đường roi ở đâu đó phía sau, phía ngang gì đó, nghe một cái vút cái là họ đỡ được liền,
họ nghe hơi gió, chứ kỳ thật họ không phải nghe hơi gió gì hết á. Là tại vì cái người võ sư, cái người dũng sĩ võ thuật á, người ta luôn luôn người ta luyện cái tánh như là lúc nào cũng phải coi như là có đối thủ mà tấn công mình vậy. Trong nho học nó có câu là niệm niệm hữu như lâm địch nhập, mà tâm tâm thường tợ quá kiều thời. Mỗi niệm trong sát na, mỗi niệm lúc nào cũng coi như mình gặp địch thủ hết. Và từng tâm niệm lúc nào cũng coi như mình đi ngang qua một cây cầu khỉ lắc lẻo vậy. Mình đi ngang qua cầu khỉ lắc lẻo là lúc nào mình cũng sẵn sàng sợ té và sẵn sàng để chịu những cái sự lắc lẻo kia bằng cái cách mà mình phải thăng bằng, phải tập cách thăng bằng. Do vậy mà cái người cao thủ võ lâm, người dũng sĩ, ta nghe gọi là nghe hơi gió mà ta đỡ được, ta tránh né được á, không phải nghe hơi gió. Nghe hơi gió thì trễ lắm rồi, nhưng mà người ta đỡ được, người ta thành tựu được là cái đòn đó, cái chiêu đó, là tại vì là người ta lúc nào ta cũng coi như là ta sẵn sàng gặp địch thủ, cho nên ta không có chần chờ và phải suy nghĩ phải ra cái đòn thế nào, cái chiêu thức nào để đỡ hết trơn. Từ đó chuyển biến một cách nghĩa là đúng với cái yêu cầu mà không cần nghĩ ngợi. Cho nên cái công dụng thiền định của đạo Phật đó, nó lợi ở chỗ đó. Vì thế mà tôi nhắc cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa, kể từ đây mỗi lần tôi nói với các vị thì tôi nhắc các vị là hãy học tham thiền, là cái ý nghĩa đó. Để mình ứng phó cái kịp, chứ còn bằng không thì mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quay tốt xấu hơn thua hàng ngày nó sẽ đến hoài, thì giống như cái hơi gió nó sẽ đến hoài, mà đợi nghe hơi gió đó thì nó mệt, nó có thể kể ra đi, mà luôn luôn cảnh giác không cần nghe hơi gió, tưởng tượng coi như mình gặp đối thủ tấn công mình, do vậy mà mình sẽ đỡ được hết thôi. Thế thì bây giờ đây là chúng ta học tham thiền nhé. Mà chúng ta bắt đầu học tiếp cái bài hôm qua. Hôm qua là ngày 26, hôm nay là ngày 27, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2008. Chúng ta học kỳ này là kỳ thứ 62. Kỳ thứ 62 chúng ta nghiên cứu tiếp tục lại cái bài hôm qua mà mình giảng chưa, mình nghe chưa hết ý. Đó là cái bài rừng thông. Cái đầu đề là rừng thông. Rừng thông quý một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an lành trụ chốn thâm u, cảnh xâm lâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Như tôi đã nói với chư Phật tử gần xa đấy, cái bài này là khi mà tôi vừa đến sắp xếp công việc ở yên tại cái chỗ cái đồi Tà Dương liễu liễu đường này, thì tôi có cái ý
trong trong trí nó nảy ra cái bài này. Bởi vì chỗ này có cái rừng thông, chưa phải là một rừng thông lớn lắm, tuy nhiên là nó có một số thông cao lớn mà đủ làm cái cảnh mà cho nó nên nó đủ gọi cái cảnh ra tĩnh mịch, cảnh gọi cảnh tĩnh mịch an lành mà mình có thể bằng lòng được. Và còn một số thông con nó sắp lớn lên, hoặc là 2 thước, 3 thước, 5 thước, nó đang lớn lên. Mà với cái lý tưởng của tôi thì cũng như là tôi đã từng nói với các Phật tử gần xa mấy chục năm trước, tôi thích ở Tây Nguyên, mà nhất là cái vùng nào mà có cây thông và có rừng thông thì là đó là cái lý tưởng ước ao của mình. Nhưng bây giờ đây thì lại được cái chỗ này, nó gần như là tội nguyện hoàn toàn. Chỉ có cái điều là mình chưa được có cái rừng thông mà nó dày đặc và nó cao lớn như là rừng của nhà nước, những cái rừng cảnh tốt đẹp của thiên nhiên thì đây là cũng tạm được. Nhưng mà thật sự đây là rừng thông. Cho nên là khi mà tôi tới cái rừng thông này đó, mình gọi là rừng cho nó có cái gọi là cái ấn tượng, cái gì đó tự tôn, mình nói cho nó nổi lên chút vậy đó, chứ thật sự là nó chưa phải là rừng, nhưng mà cũng tạm được, cũng có đủ cảnh cho mình gọi là cảnh tĩnh lâm nhàn độc tự cư được. Nó tới đây là tôi nhớ cái chữ mà tôi rút ra trong chứng đạo ca mà tôi khắc lên cái trường Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh, mà không phải một bài, nhiều bài đó, nhưng mà trong đó có cái bài là chiên đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật xưng cầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du, điểu thú phi cầm giai diễn khứ. Mà tôi dịch luôn cái bài thơ đó, tôi có dịch luôn ra chữ Việt. Tôi có cho thợ là đắp nổi cái phù điêu một rừng thông chi một con sư tử. Khi nào Phật tử mà có về thì có đấy hai cái khung phù điêu là có 2 con sư tử. Cái bài đó nó có nghĩa là rừng thông quý, rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử dương một mình trụ chốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Đó là cái bài của Huyền Giác Thiền Sư. Thiền Sư thì dùng cái thứ cây gọi là chiên đàn lâm vô tạp thọ, rừng cây chiên đàn, để tôn vinh, để nói lên cái nếp sống của sư tử vương đó, thì thường thường là nó ở những cái cảnh đẹp, cây đẹp, đất rộng, tĩnh mịch tự nhiên của nó. Cho nên là thiền sư người ta dùng cái bằng long trọng hóa cái đời sống của sư tử, thì nó dùng cái chữ chiên đàn lâm vô tạp thọ, còn là rừng cây thơm cây quý là cây chiên đàn. Thế thì từ cái bài đó tôi nghĩ rằng là mình không dễ gì mình kiếm cái rừng chiên đàn, thôi thì là mình sử dụng cái rừng thông vậy.
Do vậy mà tôi tới đây rồi tôi là làm cái bài này rừng phong quý một màu xanh mơn mởn. Mình nói đúng sự thật của cái rừng thông. Rừng thông mà xanh. Cho tới năm nay đó tôi ở đây là còn mấy ngày nữa là được một năm tròn rồi. Thì tôi phát cỏ nó sạch. Tôi tự làm cỏ cho nó sạch tới dưới rồi. Bây giờ năm nay nó lên màu xanh đẹp dễ thương lắm. Mà tấm lòng tôi thì đối với cây thông này là tôi rất là bằng lòng, rất là ao ước, cho nên sẵn sàng làm cỏ lúc nào cũng tương đối sạch. Thì năm nay nó lên là cái màu xanh mơn mởn, thấy dễ thương lắm. Mà tôi quyết định là không mua cây, không mua những cái cây cảnh quý như như các vị khác. Có các vị khác người ta bỏ tiền ra triệu 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 vậy đó, người ta mua cây ngoại quốc. Có những cái chùa người ta mua giống cây ngoại quốc, ta trồng đẹp, phải nói là đẹp vậy là mê hồn đó. Đẹp mà những cái người bậc trung và những người bậc thấp ở trong xã hội, cái sự giàu có mà bậc trung với cái bậc thấp đó. Bậc thấp thì không dám ước mơ rồi, bậc trung cũng không ước mơ được, phải bậc thường mới ước mơ được. Thế vì cái đó là những người ta thích quý tộc, ta thích sang giàu, thành ra ta mua cây thứ đó. Còn tôi thì trái lại, tôi nhìn cái cây quý như vậy đó tôi không thích. Không thích là tại vì tôi biết nó là một cái thứ nợ nần, nó là một cái thứ mà nó giống như là con nhà giàu, như là con công chúa, như hoàng tử vậy đó. Nó ăn phải ngon, nó mặc phải đẹp, nó ngủ phải chỗ sang thì nó mới ở, nó mới sống được. Còn cái chỗ bình thường nó không sống được. Mà thứ đó thì cực lắm. Nếu mình nuôi công chúa hoàng tử là cực lắm. Mình nuôi cái thứ con nông dân bình dân vậy đó thì nó ăn sao cũng được, ở sao cũng được, mà nó vẫn sống là được rồi, vẫn vui vẻ là được rồi. Vì thế mà tôi thấy các vị mà chơi kiểm mà cây một cây mấy trăm triệu mà thậm chí là không chơi cây Việt Nam mà mua cây ngoại quốc nữa, thì tôi thấy cái đó nó đúng ra phục thì phục là phục, người ta tiền sao mà người ta tiền nhiều quá thì chắc chắn thôi. Phục cái tiền nhiều, nhưng mà nghĩ tới cái nỗi khổ, cái nỗi khổ khổ thân khổ tâm. Nếu lỡ mà mấy đứa nhỏ nào lại nó bẻ cây ra cái mình đau tim. Nếu mà rầy thì mình mất cái vẻ hiền lành, mất cái vẻ đạo mạo. Mà nếu không rầy thì nó gần như nó muốn đau tim. Cho nên tôi không thích. Tôi có ý định là tôi dưỡng mấy cái hông vậy đó. Giờ tôi nhìn cái màu xanh mơn mởn của nó mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đi ra, đi giường, đi rừng, tôi nhìn cái màu của nó vậy đó là tôi bằng lòng lắm rồi đó. Rồi nhìn cái màu xanh mơn mởn của cây thông, rồi nhìn lên trời mình thấy mây trắng, rồi mình thấy trời xanh, mình thấy mây trắng, rồi thỉnh thoảng mình nghe ít cái tiếng chim bìm bìm nó kêu, rồi mình nghe những cái tiếng ve sầu nó ngâm. Thậm chí là mình có khi mình thấy một cái mã ở ngoài đồi quan. Tôi có làm cái bài ngôi mộ ở đồi quan, nhìn cái đồi quan cộng vô với cảnh mà mình thấy đó mà. Rồi mình nhận thức đủ bằng lòng rồi. Đủ bằng lòng, không cần là cảnh quý mà phải tốn tiền nhiều mà phải giữ gìn. Cho nên tôi nói cái này thì những người mà thích sang, thích giàu, thích đẹp á thì nghe không bằng lòng. Nhưng mà cái người nào mà chịu con đường của đi theo con đường của Phật thì có thể cũng thích được,
cái bài đó là Nấm mộ đồi qua. Nấm mộ giữa đồi qua là khoan, bây giờ thì nó rất là nó nhiều bài thơ quá. Tôi nói cái này các Phật tử để ý được. Có nếu mà mình bằng lòng mình đi theo con đường của đạo Phật rồi đó, mình không cần sang trọng đâu, mà nó vẫn có cái vui. Cái rừng nó tới rừng thông rồi mình liên tưởng tới như tới cái cảnh vật ở bên ngoài, mình có thể là bằng lòng được hết. Từ cái rừng thông quý một màu xanh mơn mởn đó, lão sơn tăng an lành trụ chốn tâm u, cảnh sâm lâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly ly sanh hỷ lạc. Từ đó rồi mình liên tưởng tới cái bài Quyền Giác Thiền Sư nói hồi nãy ha, rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, cảnh sơn lâm an lạ một mình trụ chốn thâm u. Đây là nói con sư tử đó. Con sư tử nó ở rừng cây quý, ở rừng chiên đàn. Cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Đó là cái bài ở trường Phật học tôi vừa giới thiệu với các quý đó. Rồi cũng từ cái bài rừng thâm quý, tôi lại liên tưởng tới bữa hôm đó là tôi đi dạo chơi rừng. Thì ở trên đường đi tôi dạo chơi rừng đó, rừng bát ngát đồi tập trùng, lúc đó nắng trưa mà lại có hai cái nấm mộ ở trên con đường đi. Thì ở gần chỗ đó là đồi quan, cho nên tôi để cái đầu đề của cái bài thơ đó là Nấm mộ đồi quan. Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa. Thì bữa đó tôi đi là khoảng 2 giờ chiều, còn nắng còn sáng sủa gì lắm. Vì lo hiu hắt khóm lưa thưa, ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, bình biệt thông tin nước lớn chưa. Đây giờ tả chiếc mộ rồi. An giấc nhìn thu yên đẹp quá, sống cày năm tháng mộng say xưa, mồ cao tháp rộng cỏ hư giả, tăng tục kình nhau thôi đẩy đưa. Đấy mình liên tưởng đó nè, mình có cái đường thông, từ cái đường thông đó mình liên tưởng tới cái đường chiên đàn lắm vô tập thọ. Rồi bây giờ từ cái rừng thông, rồi cái rừng chiên đàn, rồi mình liên tưởng tới cái nấm mộ đồi quan. Cái này như là tôi cũng có giới thiệu qua cho các Phật tử một lần rồi đó. Cái bài thơ này thì tôi muốn nhắn nhủ với Phật tử, hàng Phật tử chúng ta rằng là để ý những cái đẹp, những cái sang mà người đời cho là sang là đẹp là hãnh diện đó, thì người Phật tử chúng ta phải tự khắc phục mình, phải tự chuyển hóa tâm tư và ý thức mình trong cuộc sống. Mình đừng đua đòi theo cái đó. Cái giàu sang, công danh phú quý, tiền tài sự nghiệp đó, có khi nó có rất nhiều mà nó không có an lành,
nó không có hạnh phúc. Thì cái giàu sang, cái tiền của, cái sự nghiệp lớn đó, nó không cần thiết đâu. Có những vị quan, có những vị vua chúa, những vị tổng thống, những vị bộ trưởng, vân vân trên cõi đời này, người ta có thể có tiền tài, có sự nghiệp nhiều lắm đó, nhưng mà nó không có an lành, nó không có hạnh phúc thật sự. Bằng cớ là Đức Phật của chúng ta, mọi người chúng ta ai cũng biết rằng là Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị hoàng tử đó chứ, là một vị đương nhiên là vua, một người con mà trong cái hoàng tộc đó là hoàng tử, là đương nhiên là vua chứ không có ai cạnh tranh gì nữa hết. Vậy mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã bỏ cái ngai vàng, cái địa ngọc, cái địa vị hoàng tử mà tương lai là vua rõ ràng. Đức Phật không thọ dụng cái đó. Vậy vì không thọ dụng cái sự giàu sang phú quý, cái công danh lừng lẫy, cái sự nghiệp to lớn đó, cho nên mới có được Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Mà ai cũng biết rằng là Đức Phật là theo cái bài thơ mà của các vị tiền bối người ta đã làm ra đó, là Đức Phật là cái người nhất bác thiên gia phạm, cô thân vạn lý du. Chỉ có một ngôi mình bác thôi, và y phục đó thì chỉ có ba cái lá y, với những cái tấm vải tối thiểu để mà che thân thôi. Do vậy mà có được cái Niết Bàn vô thượng là nhờ thì buông bỏ hết. Do vậy cho nên là chúng ta, nếu là muốn có được sự an lành thật sự và cái đỉnh cao của sự an vui thật sự là Niết Bàn, thì mình đừng có đam mê, đừng có lưu luyến cái vật chất bề ngoài. Thì người ta thường nói là sống là cái nhà, chết là cái mồ. Cái câu đó là phàm phu thế gian người ta nói như thế, người ta hãnh diện về cái mồ. Còn trong khi ở đây là cái bài mà tôi gửi đến các vị đây đó, là an giấc nhìn thú yên đẹp quá với cái mồ đất ở giữa đồi quan, gọi là nắm mộ đồi quan. Tôi thấy cái đó tôi lại thích. An giấc nhìn thú yên đẹp quá, mồ cao khắp rộng, sống còn năm tháng mộng mộng say sưa. Cái từ cài này á, là Phật tử ở bên Mỹ người ta nói với tôi, Phật tử đi Mỹ người ta nói tôi, người ta nói qua bên cái xứ Mỹ làm ăn có người làm ăn khá lắm, có tiền dữ lắm, và có người thì tiền cũng không nhiều lắm, nhưng mà giàu tiền nhiều hơn tiền ít, bên đó Phật tử ta dùng chữ cài. Chữ cài có nghĩa là làm việc của bên Mỹ nó không giống như lơ tơ mơ ở Việt Nam. Phải đúng giờ là phải vô hãng, vô xưởng, phải đứng máy đàng hoàng. Mà tới giờ ăn thì trong vòng nửa tiếng rồi, phải ăn cho kịp người ta rồi, là vì vị trí nào đứng vị trí này, chứ không phải lơ tơ mơ như cái việc làm ở Việt Nam. Thành ra người ta dùng cái chữ cài. Phải cài bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, làm cho Mỹ là phải làm cực lực, đúng giờ đúng khắc. Thành ra có vị thầy tôi nghe có vị sư qua bên đó, ông sư ông nói hơi tếu một chút, cùng với Phật tử cũng tếu. Ông nói rằng là ở Việt Nam là tuổi gì thì tuổi tí, tuổi sửu, tuổi dần, tuổi mẹo gì hết, là nhiều tuổi lắm 12 thứ con giáp, mà qua Mỹ thì trở thành tuổi sửu hết. Người ta nói tếu nhau vậy đó, nghĩa là ta nói là cái sức lao động của nước Mỹ không phải như Việt Nam, phải cài thôi. Cho nên ở đây tôi mới nhớ tới cái đó, tôi dùng chữ sống cài năm tháng mộng say xưa. Mình say xưa trong cái việc mà mình làm lũng đó, cực nhọc lắm. Nhưng mà theo tinh thần của đạo Phật đó thì mình cài thì mình có thể đồng ý,
phải làm chứ. Lúc mình còn trẻ, mình còn mạnh, mình mới làm, mình mới đóng góp vào trong cái quỹ của công quỹ của nhà nước. Rồi mình già rồi người ta mới phát cho mình mấy trăm để mình hưởng cái tuổi già. Do vậy mà cái lúc còn trẻ là phải cày thôi, phải say sưa mà cày. Nhưng mà cái từ mà gọi là sống cái nhà khác cái mồ đó, người Phật tử không nên học cái từ ngữ đó, cái thành ngữ đó. Sống cái nhà thì được, tiện nghi để ở thì được, nhưng mà thác thì cái mồ không cần. Chứ ví dụ như mồ cho đẹp, cho lớn, cho quý, cho sang. Rồi còn mấy vị tu sĩ thì chết là cái tháp cho đẹp, cái tháp thì phải làm ấy là 200-300 triệu, có cái tháp 1 tỷ thôi chứ. Có người thậm chí là tiền còn thiếu nợ đó nha, làm chùa còn thiếu nợ đó, mà tới chừng chết rồi làm cái tháp hơn 1 tỷ. Thì cái đó theo đạo Phật thì không nên làm vậy. Thành ra tôi làm trong cái bài này là sốc trời năm tháng mộng say xưa, mồ cao tháp rộng trò hư giả. Bởi vì mồ đẹp, tháp rộng, tháp lớn, tháp cao, nó đều là thuộc về pháp hữu vi. Theo kinh Phật dạy thì nó là thuộc về pháp hữu vi. Thì làm cho đẹp mấy, sang mấy, lớn mấy đi nữa, nó cũng là hữu vi pháp. Thì hãy nhìn nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ mà Đức Phật đã từng dạy là nó thật sự nó chẳng có gì. Nó giống như cái ráng trời, giống như cái bóng trời, nó đẹp đó. Nhưng mà cái đẹp đó đâu có được bao dài đâu. Khi mà nó tan rã ra, nó biến mất đi rồi, thì đố ai tìm cái móng đó, bao nhiêu màu đó, nó sẽ rơi về đâu, và nó tồn tại về đâu, không có. Do vậy mà nói rằng là sống là cái nhà, chết là cái mồ đó. Người đệ tử Phật không ham cái đó. Và thân tục mà nếu mà trình nhau như thế đó thì cuộc sống mình lỗ lã thôi. Cuộc sống mình bị chi phối cực nhọc, mà mình chẳng có để được cái gì vĩnh cửu như mình tưởng. Với cái ý tưởng vô minh, theo đạo Phật là đó là ý tưởng vô minh. Mình tưởng đâu là mình để đời cái xương cái cốt của mình được, cái tháp đẹp của mình, cái mồ đẹp của mình nó trường tồn, nó vĩnh cửu. Nhưng mà kỳ thật không có. Thành trụ vải không là chân lý, sanh trụ dị diệt là chân lý, sinh lão bệnh tử là chân lý. Hiện giờ một cơn bão hết sức lớn tàn phá, gần cả 100,000 người vừa chết vừa đau khổ, hơn 100,000 người. Ở Trung Quốc hiện giờ đang chuyển động và sụp đổ đất, chết cũng gần cả 100,000 người. 50-70,000 người đã xác định là chết rồi, còn cả bao nhiêu chục ngàn người nữa mất tích. Thế thì cái việc mà sinh lão bệnh tử, sinh trụ di diệt, thành trụ quả không là cái chuyện của pháp hữu vi, nó như vậy. Vì thế mà mình đừng có ham, mà mình nên chơi rừng thông đi. Thế thì cái này là tôi cũng giới thiệu qua vậy thôi. Có dịp thì các Phật tử đọc rồi nghiên cứu, rồi để ý trên cái bước đường học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp của người Phật tử. Cho nên là tôi thấy rằng là cái rừng thông mà tôi gọi là rừng thông quý, rừng thông quý mộc màu xanh mơn mởn, cỡ đó là tôi bằng lòng rồi, quý lắm rồi. Cứ nhìn nó mà vui, không đòi hỏi cái gì lớn lao, sang trọng, quý tộc gì hết. Lão thân đang an lành trụ chốn thâm u. Cái từ đó mà ăn với cái cầu với cái bài mà sầm lâm
sầm ngâm ô thứ trường tòng hạ, ưu du tỉnh tọa giả tăng gia. Lão sư đang an lành trụ chúng thâm u. Cái chúng thâm u á, nó phù hợp với người tu hơn là cái chúng thị thành qua lệ. Cho nên tôi thời gian mấy mươi năm đi học đạo cũng ở thuộc về thị thành, chứ không được chúng thâm u. Rồi thời gian mấy mươi năm đi đây đi đó, đi làm đạo, đi dạy học, cũng tương đối. Tôi tìm những cái chỗ tôi ở tương đối là không thị thành qua lệ, nhưng mà cũng không được gọi là chúng thâm u. Và cho tới bây giờ đây đó, ở đây là cũng chưa phải là thâm u, nhưng mà nó gần gũi với thâm u. Cái đồi Tà Dương này đó, chỗ tôi ở đây đó, thì coi như bình thường không có người tới chi, bởi vì lên cái đồi cực là cao, chân yếu đi không nổi, người lớn tuổi đi lên cái đồi này đi không có nổi. Và lên đây là chỉ có rừng thông. Và nếu mà đi khỏi cái rừng thông, một chỗ của mình ở đó thì là cà phê. Cà phê nó trồng là từ chục mẫu này qua tới trăm mẫu khác. Rồi đi xa xa nữa thì rừng thông của nhà nước. Rừng thông của nhà nước thì cũng hết đồi này tới đồi khác. Thì do đó mà mình cũng tạm gọi là chốn thâm u được. Lão Sơn đang an lành trụ chốn thâm u, tạm tạm vậy, chứ còn thật sự chưa, chưa được cái đúng cái nghĩa của thâm u. Chứ u nó có nghĩa là rậm rạp, nó có nghĩa là sâu thẳm, trong đó có hang núi. Mà cái thời kỳ xưa là Đức Phật là ở chốn thâm u thật sự đó, ở chỗ gần cái mé sông Đi Lương Thiền, rồi ở gần cái vùng núi Hy Mã Lạc Sơn, rồi ở các cái vùng núi mà Đức Phật ngồi tu đó. Đức Phật ngồi dưới cái cây rừng, cái Tất Bát La mà bây giờ mình gọi là cây Bồ Đề đó. Thật sự là chỗ đó là thâm u đó. Nhưng bây giờ là mình không có thâm u được như vậy, bởi vì bây giờ rừng đâu có còn rừng nguyên sinh nhiều nữa đâu, mà còn một ít rừng đó thì mới đây là voi nó vô. Cái nhà của nhân gian ta ở mà gần mé rừng đó, bây giờ voi ở tỉnh Đồng Nai này, voi nó mới vô, nó vô mấy người ở trong nhà đó, nó đứng nó dòm chân chân vậy đó, nó khì khịch vậy, rồi ở nhà nghĩa là chạy coi như không kịp chạy té lên té xuống. Mình chưa được cái đó, chưa có được cái chỗ thâm u như cảnh của Phật ở hồi xưa, và mình cũng chưa có cái điều kiện để mình được cái thâm u như cái chỗ rừng nguyên sinh. Nhưng mà mình cũng tạm gọi là thâm u. Hiện giờ là tôi ở tương đối là vậy đó. Cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du. Ở đây thì cái từ tịch mịch thì có, chưa thâm u lắm nhưng mà tịch mịch thì có. Tịch mịch có nghĩa là nó yên lặng, nó vắng vẻ. Mà cái chữ tịch mịch này đó, trong kinh điển thường nhắc nhở là tâm không cảnh tịch. Là để coi. Tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. Quy Sơn cái sách có câu đó. Sự thật cái thì là cảnh đó, tự nó không có, nó không có là cái nguyên nhân để cho ai phải vui, phải mừng, phải buồn, phải giận vì nó. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình cũng phải để ý, phải có tham thiền mình mới biết. Mà tôi nói một cái câu, phải lấy cái đó mà mình nhớ mãi mới được. Phật dạy cái pháp qua là chư pháp cùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng.
núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước trước mắt ta. Nó không phải là trần đâu, mình gọi nó là lục trần sắc thân hương vị xuất pháp, mình gọi là lục trần. Chứ cái người mà tu hành á, mà đúng chân lý mà nói, nó không phải là lục trần mà nó là cảnh sắc thân hương vị xuất pháp. Nó biểu hiện qua bằng những cái hình thái, bằng cái sắc thái như là núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá đấy. Nó là cảnh đấy, mà thật sự cái thực tánh của nó là tịch đấy. Cái thực tánh của sự vật hiện tượng trước mắt ta là tịch đấy. Còn cái tâm của chúng ta là cái thực tánh của nó đó, là gọi là thể tánh của nó là tánh là minh, tức là nó rất trong sạch, nó rất thanh tịnh, nó rất sáng suốt. Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh minh. Thế thì tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông, tâm cảnh duy nhiên hành trụ tịnh mạc. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm và cảnh nó không phải là cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai hết. Tự tánh của sự vật hiện tượng là vắng lặng đó chứ, là tịch mịch, là vắng lặng đó. Còn cái bản lai diện mục, cái tự tánh của mình nó vẫn là trống rỗng đó chứ. Còn cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, nó diễn biến ở trong đầu của chúng ta liên tục đó, chẳng qua là nó là một cái thứ giống như là mây ở trên trời. Nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, chứ trời không phải có cái đó. Tự trời á, cái thực thể của mình gọi là trời đó mà, không có cái đó. Khổng tử gọi là thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, gọi là trời á, không có thấy, không có cái gì hết. Lấy mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh, lấy tai mà nghe thì không có cái gì để nghe, cái đó mới gọi là trời. Còn mình thấy mây nó đến nó đi, mà mây đen, mây xám, mây trắng, mây hồng đó, là cái đó là mây, cái đó là rác, cái đó là có sanh, nó sanh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi, chứ cái đó không phải là trời. Mà trời là phải là một màu sân nhăn nhắc. Thì mỗi người xưa nói vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, cái mà có đến có đi, có sanh có diệt, có màu xám, màu đục, màu hồng, màu đen, đó là hiện tượng sanh diệt của mây. Còn trời thì không có cái đó, không có cái đến đi, không có cái sanh diệt, không có màu xám, màu đen, màu hồng gì cả. Thế thì tâm của chúng ta cũng như vậy. Tâm của chúng ta giống như là một màu xanh ngăn ngắt, mà ta gọi là trời xanh, cho nên gọi là tâm không. Còn cảnh đó, trước mắt ta đó, tự nó không hề là nguyên nhân vui mừng buồn giận thương ghét cho ai, cho nên gọi là cảnh tịch. Tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. Tại vì là mình bị chữ trệ đây có nghĩa là trầm trệ, có nghĩa là mình không có sáng suốt, mình sống một cách là mơ màng màng, giống như cái người mà uống rượu rồi cái đầu óc nó mơ màng màng, giống như cái người ngủ chưa tỉnh. Người ngủ mà chưa tỉnh là mình thấy cảnh vật không có chính xác được, không có cái nhận thức chính xác được. Người uống rượu mơ màng màng thì cảnh vật không có quay, mà họ thấy là cảnh vật quay dần mòng mòng. Người mà ngủ chưa tỉnh thì là trước mắt mình không có những cái màu sắc là xanh vàng đỏ tiếp. Vậy mà cái người ngủ chập trùng thức dậy, nhìn vào ngọn đèn mình thấy cái ngọn đèn nó có 5 cái quầng,
màu đỏ rồi màu tím, rồi đỏ tím vợt, tím đậm, rồi màu xanh vợt, xanh đậm, rồi màu vàng gì gì vợt vàng đậm. Mình thấy xung quanh cái đèn á, mình lấy cái đèn nhà quê hay cái đèn chống dịch á, thì mình thấy cái đó rõ nhất. Mình thấy xung quanh cái đèn đó giống như cái màu của ráng trời vậy đó, xanh vàng đỏ trắng, xanh vàng đỏ, đỏ đậm, đỏ vợt, vàng đậm, vàng vợt, rồi xanh đậm, xanh vàng, nó rất là đẹp. Mà sự thật là cái ngọn đèn không có những cái màu sắc như vậy. Vậy mà mình ngủ mê, mình chập chờn, rồi mình thức dậy mình vuốt mắt chưa có rửa mặt rửa mày đó, thì mình thấy cái ngọn đèn nó như thế. Thì cái thấy như thế đó là do cái thấy vọng, cái thấy huyễn, mà do mình chưa tỉnh giấc ngủ. Thế thì sự vật của cõi đời này nó cũng vậy đó. Sự thật là tâm của chúng ta rất là rỗng lặng, an lành, không hề có đau khổ. Cái đó mới thật là tâm của ta, gọi là chân tâm thường trú. Cái tâm đó mới thật là tâm của ta. Thể tánh tịnh mình, cái sáng suốt đó thật là cái sáng suốt vốn có của ta. Còn cảnh bên ngoài thì giống như cái đèn không hề có năm, có cái quần năm màu xanh vàng đỏ tím như vậy. Vậy mà mình nhìn chập chờn trong lúc nửa say nửa tỉnh vậy, nửa mê nửa tỉnh vậy đó, mình thấy nó có năm màu, mà kỳ thật nó không có năm màu. Thế thì cái câu mà tâm không cảnh tịch, chí dị cửu trệ bất thông hay lắm. Tại cái tâm của mình không sáng suốt, cho nên mình thấy cái cảnh nó không đẹp. Cho nên ở đây cái câu này, cảnh sâm lâm tịch mịch tự nhàn du, mình đi chơi ở trong cái cảnh tịch mịch đó chứ, tâm không cảnh tịnh đó chứ. Mà nếu mà mình lơi cảnh giác đó là nó sinh ra vô minh thì não liền ở trong cái việc mà giữa cái cảnh cỏ cây hoa lá trời mây non nước rất là an lành, rất là đẹp đẽ như thế mà mình có thể bị đau khổ đó. Thí dụ như những cái người quý tộc người ta đi săn bắn người ta chơi đó, cái cảnh rừng đẹp như vậy đó, cỏ cây hoa lá đẹp như vậy đó, nhưng mà cái người mà có một cái ý niệm tham lam, có ý niệm bảo thủ, có ý niệm ích kỷ nữa, thì đi chơi bằng cái cách là tàn hại. Gặp cây đẹp đốn, gặp cây gì bằng lòng nhổ đốn, gặp thú con chim hả bắn. Thế thì mình làm cho cái cảnh vốn là trống rỗng, giống là an lành, giống là tĩnh mịch đó, nó thành ra một cái điều kiện để mình sát hại. Mình sát hại, mình giết chóc, mình phá tán. Thậm chí có người còn thích thú bằng cái kiểu là lấy lửa đốt rừng chơi, rồi để bắt con này con kia đến nước ăn. Lâu quá nó cháy rừng cái là cả hàng ngàn mẫu này qua ngàn mẫu nọ, phá hoại cái tài nguyên, cái cuộc sống của chính mình ở trong đó, của xã hội, mà trong cái xã hội đó là có tà hại sự sống của chính mình. Trong khi đó thật sự là tâm không cảnh tịch. Nếu mình biết tư duy, mình biết thiền định đó, thì cái tâm mình không có cái đó đâu. Không có những cái vui bằng tà hại giết chóc, không có cái vui bằng cái cách mà làm cho trái rừng mà phá hoại, là hư hoại kinh tế cuộc sống cho nhau. Cho nên cái từ mà cảnh xâm lâm tịch mịch tự nhàn du, mình học Phật mình phải liên tưởng cái chữ đó, nói cái chữ tịch mịch thôi mà mình phân tích ra, mình thấy nó có sự an lành, sự sung sướng ở trong đó. Rồi việc tận thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Cái từ này là phải để ý nhiều lắm đó. Cái chữ viễn ly là chúng ta hằng ngày trong cuộc sống đó, chúng ta lơi cảnh giác, chúng ta bị nó trói buộc ở trong cái trần thế. Trong đạo Phật nó có cái từ gọi là ngũ cái, là thập triền.
mình không diễn ly được là mình bị ngũ cái và thập triều. Ngũ cái là năm cái điều nó che đậy tâm tánh mình, đó là tham dục cái. Chỉ cái là có nghĩa là nó che đậy, giống như mình ngồi ở ngoài trời sáng mà mình bị lấy một cái tấm bạc, một tấm màn vải đen mà đậy mình lại vậy đó. Chỉ cái đó có nghĩa là nó trùm, nó đậy mình lại, làm cho mình không nhìn được xa, mình không thấy được ánh sáng. Mình ở trong một cái mùng, mà trong một cái tấm bạc, tấm màn đen tối bị trùm lại vậy. Chỉ cái có nghĩa là vậy đó. Thì thường thường là mình bị ngũ cái, là năm cái điều che đậy, đó là tham dục. Cái che đậy thứ nhất là tham dục. Mà tham đó thì chúng ta biết rồi đó, chúng ta nghe nhiều bài học rồi đó. Chữ tham nó có đại khái đó. Tham thì nó vô biệt nhiều lắm, nhưng mà đại khái đó, thì nó nằm ở trong thập thiền. Thì tham dục đó nó tham tài, ai cũng tham tài, sự nghiệp đồ sộ rồi, giàu có rồi, dữ lắm rồi, tài sản ngang bằng với nhà vua mà cũng vẫn còn tham, ngang bằng với các vị tổng thống mà làm tổng thống rồi mà còn muốn làm tổng thống nữa. Thế nên cái đó là nó biểu lộ ra cái tính tham dục đó. Vừa là tham tài mà lại vừa là tham danh nữa. Thế thì tham dục nó có tham tài, tham sắc, rồi tham danh, rồi tham thực. Tham thực tức là tham ăn á. Tham tài rồi tham sắc. Tham sắc là tham bồ nhí. Nói về là tiếng lóng của nhân gian, người ta gọi là tham bồ nhí. Mà cũng là tham cảnh vật nữa. Ví dụ như mình muốn làm tổng thống và mình muốn làm ông bộ trưởng đó, thì mình mới có một cái miếng vườn của mình, gọi là giống như là vườn thượng nguyễn vậy đó. Tham sắc nó có nhiều thứ sắc. Tham bồ nhí là một thứ tham sắc. Rồi tham mình có cái vườn thượng nguyễn mà cây là đủ thứ cây trên thế giới. Thế là cũng là tham sắc đấy. Sắc nó có hai thứ, một là sắc dục, là bồ nhí. Xong qua xong lại, nam thì yêu nữ, nữ yêu nam, đó là gọi là tham sắc. Tham sắc đó là sắc động vật, sắc đó là sắc về con người. Còn một thứ sắc nữa là cảnh sắc, là mình tạo cho mình có cái giường thượng nguyễn nhất chi hoa. Mình tạo cho cái giường của mình là có cái giường thượng nguyễn rất hiếm, là đẹp, đủ thứ cây quý. Đó cũng là tham sắc. Rồi tâm danh để làm ra tài. Đấy, nó tôi hoàn liên chuyện nhau vậy đó. Người ta tham danh để làm ra tiền tài, để làm ra sự nghiệp. Mà rồi lấy tiền tài sự nghiệp đó để chạy chọt, là tạo cái điều kiện để có danh. Thế thì là chỉ dục là vậy đó. Tham dục cái, chỉ dục là tham tài, tham sắc, tham danh. Người tham ăn, có người tham ăn lắm, có người không tham ăn, có người ít tham ăn no thôi, còn có người là tham ăn lại không ăn, không ngon là không ăn được. Mà thật là nó rộng ra, nó có nhiều thứ thật lắm. Đoàn thực là tham ăn, là ăn bằng miệng nhá. Rồi xúc thực là tham ăn bằng cái cách này là mềm mại, êm ả, thích thú, để cầm, để nóng, để rờ, để bóp. Mà thế thì ta gọi là xúc thực. Ăn nó có nhiều thứ ăn, cho nên tao nói với Phật tử là học Phật là mình phải học thiệt á, chứ học lơ mơ không có hết được kinh điển đâu. Rồi tư thực là suy nghĩ. Suy nghĩ cũng là một thức ăn. Có người mà không cho suy nghĩ là họ không sống nổi. Họ phải suy nghĩ liên tục. Thế thì cái suy nghĩ đó ta gọi là tư thực. Rồi lạc thực, ví dụ như là phải đi một tuần lễ thì họ phải đặt cho họ phải có những thời giờ đi xem ca vũ nhạc kịch. Người nào thích cải lương thì đi qua cải lương cổ nhạc,
Còn người nào thích thì tân nhạc đó, thì đi ca diễu nhạc kịch, thì cái đó gọi là lạc thực. Họ lấy cái đó là cái vui, đó là một thức ăn của họ, không có là họ không chịu nổi. Đấy. Rồi trong đạo Phật thì có cái lạc thực của đạo Phật là thiền định. À, ta tu tập thiền định lại là món ăn của ta, ta gọi là thiền diệt thực. Ăn bằng cái vui, mà cái vui đó không phải là cái vui của ca vũ nhạc kịch, mà cái vui bằng thiền định. Cái vui đó là ta nhìn trời, nhìn mây, nhìn non, nhìn nước, nghe tiếng chim, nghe tiếng ve, nghe tất cả những cái âm thanh của côn trùng, người ta nghe nó thành ra tiếng nhạc. Thì nó có cái vui đó, ta gọi là thiền diệt thực. Nên đâu cũng vui hết đó. Được pháp hiển thực, người ta nghe pháp người ta cũng say sưa. Cho nên là có người nói với tôi rằng là người ta nghe pháp nhiều lắm, nhưng mà khi mình ta bắt được một cuộc băng mà vừa ý rồi đó, có người ở bên Mỹ người ta gọi về, người ta báo cho tôi biết là từ khi mình ta bắt được cái cuộc băng của tôi là hồi 8 giờ, mà cái bữa đó tự nhiên nghe riết cho tới là 5 giờ sáng. Nhớ trực lại thì mình thức nhiều quá, mỏi mệt, thế thì lúc bây giờ mới buông ra được. Chứ nghe nó cứ nó lột kéo hoài vậy đó. Bởi vì nào giờ mình không có nghe cái chữ mà nói nghe là nó trôi chảy, mà nó có vẻ lý luận, nó hợp ý đó mà. Thế ta ngồi ta nghe vậy đó. Thế thì trường hợp đó gọi là phát khí thực. Không có ăn mà nó vẫn no, nghe pháp mà nó vẫn khỏe khoắn. Thế thì cái ăn nó có nhiều nghĩa vậy đó. Thế thì là cái ngũ cái là tham dục cái đó. Nó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực và tham thủy. Tham thủy tức là chơi bời lêu lỏng, làm biến làm công việc, cũng gọi là thủy. Thế thì cái thứ nhất là gọi là tham dục cái. Cái thứ hai là thủy miên cái. Cái thứ ba là trạo cử cái. Trạo cử là cái tâm của mình không bao giờ yên. Nó nhớ việc này, nó nhớ việc kia, nó nhớ là tài, là sắc, là danh, là thực, là thị, là ca vũ nhạc kịch, là tình yêu, là em yêu, là gì, nó nhớ lung tung suốt. Tôi gọi là trạo cử cái. Cái trạo cử nó che đậy tâm tánh mình, nó làm cho mình mất cái trí tuệ sáng suốt đi. Rồi nghi. Cái thứ năm là nghi thập dục sinh nhớ thị miên. Trạo cử, hối. Hối là cái tâm niệm ăn năn. Rồi nghi ngờ đủ thứ. Tôi xin nhắc Phật tử là chúng ta coi chừng đó nha. Hãy coi chừng, chúng ta còn nghi hàng ngà sa số cái gì. Hàng ngà sa số cái gì. Mà tôi nghĩ rằng là nếu mà các vị không chịu khó mà tư duy và thiền định, mà đi sâu ở trong giáo lý của đạo Phật đó hả, thì không có cách nào các vị không còn nghi. Vậy thì các vị hỏi như vậy chứ tôi còn nghi không? Tôi có thể đáp với các vị rằng là tôi không còn nghi. Là vì tôi có cái bí quyết. Cũng như các vị đánh giác Bồ Tát và Phật là người không còn nghi. Thế thì hỏi là sao hết nghi? Cái bí quyết của nó là tôi nói thì các vị tôi không biết là có nghe được hay không, tôi không biết, chứ có cái bí quyết làm cho người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chứ còn bình thường là tôi bảo đảm với các vị tự thiền định rồi tư duy đi. Hiện giờ trong đời sống của các vị Phật tử tại gia, còn kể cả tăng ni tu hành, hằng hà sa số cái nghi. Mà nếu tôi đối diện với các vị, tôi nêu ra cái tôi chỉ cái là các vị là nghi ngay chỗ đó là đúng vậy mà, không bao giờ sai hết. Nhưng mà nếu các vị bằng lòng nghe thì tôi nói cái một là hết nghi thôi. Nó cũng giống như là tôi nói cái vụ cái nhà vậy đó. Cái nhà của người ta là nó có bốn cái cửa đông tây nam bắc, mà người ta có bốn cái ổ khóa ha. Mà nếu các vị mà không nắm được cái chìa khóa mà tra không đúng á, thì các vị đi hoài, đi vòng vòng cái nhà đó mà các vị không vô được. Nhưng mà thật sự nếu các vị mà tra cái chìa khóa mà đúng á, thì bật cái là cái cấp
là các vị vô nhà ngay. Còn các vị không có cái chìa khóa, hoặc là có mà các vị không biết sử dụng chìa khóa cho đúng ổ khóa, thì cứ đi mà rào vậy thôi, chứ không có làm gì vô cái nhà được hết. Nhưng mà thật sự mà tra đúng chìa khóa, đúng ổ khóa là bắt một cái cách cái là vô nhà liền. Thế vậy đó. Nhưng mà cái đó là chưa nói được, nói các vị cũng không chịu nghe đâu. Chứ từ từ rồi cũng phải nói thôi. Bây giờ tôi nói cái tham dục nè, gọi là ngũ cái tham dục rồi. Hai là sân nhế nè, tức là giận dữ đó. Thì niên là ưa ngủ nghỉ nè, trạo cử nè, là cũng gọi là trạo hối đó. Trạo cử là lăng xăng, miệng lăng xăng, miệng nói lăng xăng tạp nhạp. Thân thì không lúc nào an ổn được, thân thì phù động, nhảy nhót, thô tháo. Rồi ý thì cũng nghĩ lung tung, không có cái chủ đích, không có cái chủ định. Rồi thành ra cái trạo hối trên nó có ba cái: thân trạo hối, miệng trạo hối, ý trạo hối. Tham dục sân nhế thì miên trả hối và nghi. Nghi như tôi vừa nói đó, các nghi nghi hết. Tôi nói một cái rất đơn giản thôi, nếu mà tôi chỉ cái bọc thôi, tôi chỉ cái bàn thờ trong nhà đó, ai cũng có trong nhà Phật tử nào cũng có bàn thờ, tôi chỉ cái bàn thờ là các vị nói cái bàn thờ tôi nghe thử, là các vị nghe. Nếu mà các vị không tin rằng là có ông bà ngồi trên bàn thờ thì tại sao là các vị làm cái bàn thờ cho đẹp? Vậy thì tin cái bàn thờ đó, các vị tin tưởng là có ông bà ngồi đó chứ gì. Và các vị tin tưởng rằng là ông bà ngồi đó cho nên là mỗi năm các vị cho ông bà ăn một lần, đúng không? À, đúng rồi, năm giỗ lần. Thế thì tôi hỏi các vị vậy chứ tại sao lại hồ bà, ông bà cha mẹ mình còn sống thì ngày mình mời ăn cơm ba bữa, và ông bà nào đơn giản lắm, lớn tuổi rồi ngủ bạn hai bữa, tại sao bây giờ năm cho ăn có một lần là sao? Bích cả bích rồi, nói tới đó là các gì hết đó, là được, vậy là các chị nghi cái gì nữa? Tại sao ông bà bây giờ ăn một năm có lần là sao, trong khi đó ông bà mình còn sống, cha mẹ mình còn sống là ăn mỗi ngày ba thử kia mà. Đấy. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị công thế này: hồi ông bà cha mẹ mình qua đời đó có mời thầy chùa lại tụng cầu siêu không, để chú nguyện giảng sanh cần lạc không? Có thì giảng sanh cực lạc là gì? Ở cái cảnh giới cực lạc cùng với cái bàn thờ chỗ này nè, cái nhà các vị là ở chỗ nào sướng hơn? Ở đây thì tuy nhiên là gọi là cõi ta bà rồi, cho nên là mình mới là nhờ thầy chùa cầu nguyện ông bà cha mẹ mình qua cực lạc ở. Mà nếu cực lạc ở trước hơn rồi thì ông bà mình dạy gì là phải trở về ngồi trên cái mặt thờ của mình. Đấy, các vị nghi thế không? Nghi trùng trùng vô. Mà thật sự có ngồi trên mặt thờ không? Nghi nữa. Nếu không có là ngồi trên mặt thờ thì mỗi năm phải cúng để làm gì? Đấy, các vị cứ nghi hoài. Thì nên tôi gọi là ngủ cái là vậy đó. Cho nên là phải học Phật, học kỹ lắm mình mới giải quyết được vấn đề. Năm cái món đó nó che đậy đó: tham dục là sân nhớ, là thì nghi, là tạo hối, là nghi, là gọi là ngũ cái. Bị nó che đậy, nó làm cho mình không thấy được sự thật, không hiểu được sự thật, không biết được sự thật, không nhận ra được sự thật. Tôi nói như vậy là các vị nảy sinh ra cái ý niệm nghi ngờ, thì nghi ngờ này phải nghe lại những bài trước đó, những bài mà tôi giảng về quán thân, rồi quán tâm, rồi quán vạn pháp, rồi quán ngũ ấm vô ngã, rồi quán tứ đại vô thường, quán tinh. Phải học trở lại, phải nghe trở lại, phải nghe trở lại và nghe cho kỹ. Mà nghe rồi phải tư duy, phải quán chiếu, phải tâm thiền thì mới cởi mở hết được cái nghi của mình. Đấy. Rồi còn thập thiền hả? Đây là tôi nói là vấn đề diễn ly, là dịch tình thế diễn ly, ly để sanh ly lạc. Mà mình bị ngủ cái thập thiền cho nên mình không có ly được cái gì hết. Rồi còn thập thiền là gì?
Thập thiện tức là 10 cái món mà nó trói buộc mình, nó làm cho mình không có viễn ly được cái gì hết đó. Nó giống như là mình muốn tránh ra khỏi một cái chỗ bị xiềng xích, bị trói buộc, mà mình đi ra rồi thì có người đẩy vô trói nữa, xiềng nữa, cột nữa, gọi là thiền. Chứ thiền là vậy đó, là buộc, là trói, là cột. Mà mình thường bị buộc, bị trói, bị cột bởi những cái sợi dây, bởi 10 sợi dây. Đó là pháp thiền. Cũng gọi là phiền não và chi mạc phiền não. Ví dụ như tham sân si, tham sân si là ba cái căn bản phiền não chánh đó. Rồi nó diễn biến ra phẫn hận phú não tật sang. Tôi nói cái này rồi mình tỉa bớt thôi, chứ phải nói cho nó nguyên dây vậy đó để cho các vị nói cho nó dễ. Phiền não nó có hai chục thứ là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điều cử hôn trầm bất tính giải đãi phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri. 20 cái đó gọi là chi mạc phiền não, tức là cái thứ phiền não nhánh nhóc râu ria nhánh nhóc. Còn cái phiền não mà căn bản ấy, tức là tham sân si mạn nghi. Đấy, tham sân si mạn nghi là phiền não gốc cây, thân cây. Còn phẫn hận phú não tật sang là 20 cái món phiền não nhấn nhóc trồi tuột. Thì mình lấy ba cái tham sân si là ba cái gốc đi, rồi mình lấy não tật sang điệu là vô tàm vô quý bất tính giải đãi cộng vô đủ 10 món để như vậy, gọi đó là thập thiền. Chính những cái đó, cái tham sân si là 3 ha, rồi vô tàm vô quý là 5 ha, rồi điều cử hôn trầm là 7 ha, rồi tán loạn bất chính tri là với não ví dụ vậy là đủ 10 cái gọi là pháp thiền. Đây mình bị nó buồn, nó buộc nó ràng vậy đó. Mình bị ngủ cái và thập thiền nó trói và buộc mình hết, cho nên mình không có diễn ly cái gì được hết trơn. Thành ra bây giờ mình học cái này đó mà, việc cần thế phải diễn ly, mình phải tập cái pháp diễn ly. Từ cái diễn ly đó mà mình được cái gọi là hỷ lạc. Việc cần thế diễn ly, ly sanh hỷ lạc. Mình phải xa lìa cái việc cần thế đi. Cho nên là mình tu hành mình phải buông bỏ đi. Thí dụ như tôi nói nhiều lần rồi đó, lẽ ra là tôi cũng phải có một cái chùa, ít nhất là một cái chùa. Còn có những gì người ta tới 50 cái chùa, mà mỗi cái chùa là 10 tỷ 15 tỷ cũng có đó nha. Rồi người ta có nghĩa trang, nghĩa địa, rồi người ta có tháp để hủ cốt, rồi dân người ta làm mà kinh tế dữ lắm. Mà thí dụ như tôi giờ tôi nói thì đây là tôi nói sự thật thôi, chứ thật sự là tôi cũng không cạnh tranh với bất cứ ai về mặt kinh tế hay là sự nghiệp gì hết đó. Tôi không có cái đó. Tôi không có cái chùa mà 5 tỷ, 10 tỷ, càng không có 2-3 chùa. Một cái còn không có, đâu có nhiều cái được. Thì còn như là nghĩa trang, nghĩa địa, sự nghiệp, nhà hoàng hay là pháp để cốt, là mọi thứ để làm ra tiền đó mà. Tôi không có làm được. Thế thì nói về tương đối thôi. Tôi có nguyện ly đó. Tôi có nguyện ly hơn những vị làm các cái kia. Đó là cái nguyện ly thô đó.
Rồi gần đây Phật tử ủng hộ đó, tôi xây cấp cho tăng ni Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh một cái trường đó, cái trường cả chục tỷ bạc mà không có đồng nào, do Phật tử đóng góp thôi. Tôi không hề gian sinh, không hề mượn vốn, cũng không hề là thiếu nợ. Nhưng mà bây giờ là tôi vẫn để đó cho các thầy, các học trò học vẫn yên tĩnh, mà tôi ở trên tình hình này thì tôi không coi như không có dính dấp nữa. Thật sự thì chưa ai đẩy tôi ra, chưa ai gọi là giúp gì hết. Nhưng mà hiện giờ tôi giống như là Nguyễn Ly vậy đó, giống như là không có dính dấp gì đó. Lâu lâu rồi, nếu mà một hai tháng gì lên gọi điện hỏi tôi ý tứ nhỏ nhỏ gì đó, thì tôi ngồi đây tôi trả lời thôi, chứ tôi cũng không cần quyền lắm. Đấy, đây là tôi nói thí dụ cái cách diễn ly là vậy. Rồi còn cái việc mà thân bằng quyến thuộc này kia đó, cũng có lâu lâu gọi hỏi thăm chơi. Bây giờ điện thoại nó dễ lắm, cứ ngồi đây cách 400-500 cái thôi số vậy đó, gọi hôm nay huynh đệ sao, nhân dân về nhân dân. Nhưng mà hỏi chơi à, chứ nói nhiều không nói à nha. Nói về cái chuyện mình làm ăn là nghèo, tôi thiếu này thiếu nọ, tôi cần này cần kia, hay là tôi đau khổ gì đó, không nghe, không nghe cái đó. Bởi vì tôi nghe tôi cũng chẳng làm cái gì được cho các anh đâu, cho các chị, cho các em đâu. Thành ra là hỏi thăm sức khỏe rồi sơ sơ vậy, vui chơi mà. Còn anh nói sâu nữa không nghe, không nói nữa. Đó là mình tập diễn ly là vậy đó. Chứ còn mà rủ mà nói chuyện là ăn cho sang, ở cho sang, là cho đẹp, là cho quý tộc gì kia là không có. Cái đó mình không cần thiết cái đó. Cho nên Phật tử ở xa tội nghiệp, người ta cũng thương tôi, người ta gọi điện về tôi hỏi chứ thật cần cái gì. Ít bữa tôi về tôi ra tôi cho tôi không cần cái gì. Mà thật sự mình đâu có phải không cần. Nhưng mà mình nói mình cần thì là biết chừng nào mà mình mới nói thôi. Biết chừng nào mình mới nói mình không cần đây. Trên đời này ai lúc nào cũng có cái cần. Thành ra nói không cần gì hết. Nhưng mà nếu Phật tử sao có cái lòng thì sao quà gì đó thì cũng tiêu dùng, cũng cần thiết được. Nhưng mà hỏi cần cái gì hả? Nó không có cần cái gì hết. Đó là mình tập diễn ly đó. Nhưng mà có cái nha, tôi đang nói nè, cái thằng nhỏ đó nó ở bên Mỹ, nó gửi về được cái máy này, nó gửi về là hai chị em nó nghe cái băng rồi nó hỏi cần gì không. Tôi nói bây giờ không cần gì hết, giờ muốn giảng chơi, mà cái đợt trước là Phật tử ta cho rồi, nhưng mà bây giờ bỏ chỗ khác rồi, đi không thèm lấy luôn. Bỏ chỗ đó đi là không cần lấy, đi hình tay không vậy đó. Rồi bây giờ muốn làm giảng lại chơi thôi, chứ còn có biết là có ai bằng lòng nghe mà có vui nghe hay không. Cho nên mình giảng cũng vẫn cứ là giảng chơi. Thế thì là mấy nhỏ nó gửi cái máy đem về đây để trước mặt đây nè, giờ tôi đang giảng nè. Nói vậy đó rồi nói ê, không có đòi à nha, không có cần, là nếu mà tiền bạc mà ít là không cần cho. Thầy không cần cái đó lắm. Có thì giảng chơi vui, còn không có cũng không sao. Rồi nó đem về nó cho. Nhưng cho thì bây giờ giảng đây nghe, nhắc thằng nhỏ đó, thằng tên, đặt cho nó tên là thằng Hải gì quá ta. Hải Dân. Nhớ kiếp tuần Hải Dân, cho nó cái pháp danh Hải Dân, tức là cái may lành nó mà biết. Nơi thầy nói đây Hải Dân ở bên đó có nghe không, cái máy của Hải Dân đây nè, của với cái Phật tử gì đó, Phật tử nữ đó, thì vậy đó. Mà cho thì giảng chơi, không cho thôi cũng sao đó. Thật sự là cũng không xin, không quyết liệt xin, nhưng mà tại nó có lòng tốt và nó nghĩ là thầy giảng thì ủng hộ thầy để thầy giảng để nghe học vậy thôi. Cho nên là mình phải tập diễn ly đó, biết cần thế diễn ly. Mình diễn ly nhiều lắm, mà muốn diễn ly là phải coi chừng.
phải tham thiền để loại bỏ cái ngũ cái và cái thập thiền. Mình bị ngũ cái và thập thiền nó làm cho mình không quyến ly được. Mình phải quyến ly là tiền tài này, sắc dục này, danh vọng này, địa vị nè, ha, ăn chơi nè, cái đó phải tập. Do vậy mà cái người Phật tử tại gia nó tập khó hơn, khó hơn cái người xuất gia nhiều lắm. Nhưng mà mình phải hạn chế thôi, chứ còn mình đòi bằng cả các vị xuất gia đó khó lắm, không có được. Phải nói là không được. Bởi vì người tại gia là phải tu, và ví dụ như là tam quy y, ngũ giới cấm thì cỡ đó là được, đừng đòi quá hơn cái đó. Còn người nào mà hoàn cảnh tốt hơn đó thì để ý về thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là ba cái nghiệp của thân: bất sắc, bất đạo, bất dâm. Bốn cái nghiệp ác của miệng là giọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt, ác khẩu. Bỏ cái bốn nghiệp ác đó đi, thì cái ý nghiệp là có tham sân si, mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Nhưng mà bỏ là bỏ cái thô, bỏ cái lớn, chứ còn cái nhỏ cũng chưa bỏ được. Nếu mà bỏ được là 10 cái điều đó nó cũng đủ thành Phật nữa. Nhưng mình hạn chế những cái phần thô để là nó phát triển cái 10 cái điều lành. 10 điều lành đó là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Thì mình chuyển qua 10 cái ác đó trở thành 10 cái lành, cỡ đó là được rồi, là quý rồi đó. Chứ mà đòi tu theo cái kiểu của các thầy xuất gia là khó lắm. Các thầy xuất gia kia mà tu còn ngất lên ngất xuống. Phật tử tại gia còn làm, còn ăn, còn con, còn cháu, mà bảo làm dứt bỏ hết là không có được. Cho nên ngũ cái thập thiền là cũng tập bỏ, cũng tập tư duy, cũng tập thiền định, cũng tập bỏ lần lần, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Tức là mình bỏ cỡ nào là nó thêm được cái sự an lạc tinh thần. Chứ mình cũng không nên đòi nhiều. Đòi nhiều không được, đòi cao quá không được. Cho nên cái viễn ly của cái người xuất gia khác, mà viễn ly của người Phật tử tại gia phải khác. Mà ở đây tôi muốn nói với những người Phật tử xuất gia, những người học trò tăng ni trẻ của tôi đó, phải tập viễn ly thôi. Chúng ta nó có cái bệnh, nó có cái bệnh là mê chùa. Mê chùa là tức là mình không viễn ly đó. Rồi mê đúc tượng Phật là mình không viễn ly đó. Mình mê đúc tượng Phật là tại vì mình không hiểu Phật. Mình không hiểu Phật là gì. Chứ mình mê đúc tượng Phật là mình chết rụt ở trong cái đúc tượng Phật đó. Mình tưởng là mình đúc được Quan Thế Âm Bồ Tát 49 thước là mình có phước. Phước ở đâu trọng? Nó mới là tội nữa đó. Tội là gì? Là nỗi cái mà mình trông chờ, mong đợi, mình xin tiền để người ta đóng góp, mà người ta không đóng góp là mình buồn, mình khổ, rồi thậm chí mình giận người ta nữa. Mình giận, mình nghĩ là cái nhà đó sao mà ta có cả chục tỷ, cả trăm tỷ mà mình xin cái tiền 500 triệu mà không cho. Cái người mình buồn người ta. Thế là mình lỗ. Thế là mình cái người tham dục, mình là cái người hy vọng. Đó, coi chừng á, tôi nói cái đề tôi nói thiệt đấy. Nói theo đạo Phật mà nói đó chứ không phải là có ý mà siêu tạ các vị tu hành chi. Có người ta có trăm tỷ mà, thậm chí có người hơn nữa cơ. Nhưng mà mình thấy người ta có trăm tỷ là cái người mình ước ao, mình trông chờ, mình mong đợi, mình ước rằng là có cả trăm tỷ thôi thì cho tôi chừng 3 tỷ đâu có là sao. Cho tôi 3 tỷ thì còn lại 97 tỷ thì xài cái gì cho hết. Để cho tôi làm tượng Phật này, tôi làm cái tháp của tôi có chừng 2 tỷ, 1 tỷ rưỡi rồi. Cho tôi là tốt quá. Rồi mình nói vậy rồi mình tham cho cái mình đau khổ. Thế thì gọi là mình không quyết ly là vậy đó. Rồi mình làm, tức là mình đi xin tiền, mình hy vọng vậy để mình làm tượng Phật. Còn thế là trong các cái tượng đó không hề có Phật. Thế là mình lỗ lại. Đó, cho nên mình phải tập viễn ly là vậy, là phải xa lìa. Xa lìa cả ngũ cái, xa lìa cả thập thiền.
xa lìa ta phải viễn ly, viễn ly ngũ dục, viễn ly thất tình. Do vậy mà ở trong cái thiền định của đạo Phật á, tôi nhắc là Phật tử nhớ liền à, trong đạo Phật nó có cái tứ thiền, đó là cái thiền ở trong tam giới. Cái thiền định đó gọi là thiền ở trong tam giới, gọi là ở trong giới nội đó. Mà Đức Phật hồi xưa cũng vẫn phải tham thiền, tham bốn cái thứ thiền định đó, Đức Phật thường sử dụng lắm đó, chứ không phải đợi cái gì ghê gớm lắm đâu. Đó là sơ thiền, tức là ly. Chữ ly đây nè, ly cần thế viễn ly, ly sinh hỷ lạc. Mình phải tập ly, ly ngũ cái, ly thập thiền, ly thất tình, ly lục dục. Đã chỉ viễn ly là vậy đó. Đức Phật phải tu sơ thiền, sơ thiền ly sanh hỷ lạc. Cái chữ ly quan trọng lắm. Mà muốn mà tu viễn ly này, đây nè, bây giờ tôi bật mí rồi nè nha, tôi bật mí nè, đây là sơ thiền, thiền này là thiền trong quả dục đó. Mà nếu chúng ta sử dụng đúng thì nó lại là cái thiền này là cái thiền của, là cái nền tảng để bước qua vô thượng bồ đề, bước qua vô thượng bồ đề ngay tức khắc trong vòng một bước thôi. Cho nên là quyền giác thiền sư nói rằng là sao bằng ta tu thập tứ môn, nhảy một nhảy là đến ngay dùng đất Phật. Nhảy một nhảy thôi, tu thập tứ môn thì nhảy một nhảy là đến ngay dùng đất Phật. Hồi nãy tôi tính tôi chưa nói đó, nhưng mà bây giờ tôi bày cho các vị, tôi bật mí cho các vị bằng cái cách là nhảy một nhảy là đến ngay dùng đất Phật. Các vị ly một cái thôi là tới dùng đất Phật, còn cũng là ly mà các vị ly thì gọi là sơ thiền, ly để sinh ra hỷ lạc, nó là sơ thiền. Rồi tu định để nó sinh ra hỷ lạc, hỷ lạc tức là an lành, hạnh phúc, vui mừng đó, nhẹ nhàng thanh thoát đó. Chỉ hỷ lạc là vậy, là nhẹ nhàng, là thanh thoát, là vui, vui vẻ, không có đau khổ. Mà mình tu sơ thiền bằng một chữ ly đó thì nó đem lại cho mình một cái sự hỷ lạc, sự an vui, sự hạnh phúc. Rồi tu nhị thiền hay mình tu định, từ cái tâm thiền định đó mà mình cũng cái mình giữ gìn cho cái tâm mình nó vượt ra được ngũ cái và phát thiền, thành ra mình cũng có hỷ lạc, thì gọi là nhị thiền, là định sanh hỷ lạc. Cái tâm mình nó không có tán loạn, cái tâm của mình trụ lại, nó có cái điểm trụ của nó. Do vậy mà nó có được cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự thanh thoát, gọi là định sanh hỷ lạc. Rồi tu tam thiền ấy, gọi là xả niệm thanh tịnh, xả buông bỏ hết, còn một niệm thanh tịnh thôi, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Rồi tứ thiền ấy, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Rồi tam thiền ấy là ly hỷ diệu lạc, ly cái hỷ lạc mà được cái diệu lạc, gọi là tam thiền. Rồi tu tứ thiền là xả, xả tức là mình xả bỏ ngũ cái thập thiền đi thì mình được sự hỷ lạc. Thế thì tu bốn cái thứ thiền định đó, mà cái đầu tiên của sơ thiền là phải sử dụng cái chữ ly đó. Nhưng mà tôi xin nói rõ các vị biết là cùng một chữ ly như vậy đó, mà nếu mình ly theo cái kiểu của cái tu sơ thiền thì nó chỉ được hỷ lạc thôi. Nhưng mà nếu mà cái trình độ cao mình cũng sử dụng một chữ ly này thôi thì nó lại đi tới cái quả vô thượng bồ đề. Đấy, thì cái này thì có điều kiện, có thì giờ tôi sẽ
tôi sẽ giới thiệu về chữ ly mà của Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền Phật dạy cho một chữ ly. Một vị đẳng giác Bồ Tát mà Phật dạy cho phương pháp tu là chỉ cũng cần một chữ ly. Cho nên là lúc trước có bài thơ tôi nói là mà thôi, nói nhiều quá thì sẽ cũng dồn dập cho nhiều quá, rồi các vị nghe mà không có thì giờ để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà tham thiền ấy, thì nó dồn dập nhiều quá. Chứ tôi có thể nói với các vị rằng là tôi nói hoài không hết. Tôi đã từng ví dụ giống như điện cao thế rồi cứ câu ra mà xài, câu một cái thứ loại bóng mà 5W, 3W, 1W thì câu bao nhiêu cũng không bao giờ hết được cái nguồn điện cao thế. Thôi thì bữa hôm nay là coi như là kết thúc cái bài này đi ha. Cái bài rừng thông quý một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an lành trụ trốn tâm u, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly ly sanh hỷ lạc. Mong rằng là các Phật tử tập ly cái việc trần thế, ly những cái đam mê ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục là tập ly đi. Rồi sắc tình là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mình phải có tu tập thiền định quán chiếu tư duy bằng tham thiền, thì khi mình đụng gặp nó đó mình ly đi. Đó. Thì tùy theo cái mức độ tu tập, cái mức độ tư duy quán chiếu của mình mà mình ly nhiều hay ly ít, rồi mình có cái niết bàn lớn hay là nhỏ, niết bàn lâu dài hay là niết bàn trong giai đoạn ngắn ngủi, tùy theo mình. Vậy thì hôm nay chúng ta cần là lấy cái đầu đề là ly ha. Hết giờ rồi. Xin chúc các Phật tử là Bồ đề tâm kiên cố và tranh thủ học chánh pháp, để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, thì cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, và cái đỉnh cao là giải thoát, tức là cái bàn vậy. Xin chúc các vị thân tâm an lạc một lần nữa. A Di Đà Phật. Thank you.